Chào mừng quý khán giả đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình giới thiệu cho anh em một cái bộ dụng cụ làm vườn của hãng Tuber. Cái dòng này hãng nó làm một cái bộ, nó setup lại thành một cái hộp nha, rất là đẹp luôn. Thì ở trong đây nó sẽ có là một cái hai cái xẻng nè, xẻng lớn xẻng nhỏ nè, ha, cái cào ha, cái sới nè. Thì cái bộ Tuber này làm trong cái hộp này đẹp cực kỳ luôn, và hàng này sản xuất tại Mexico nha anh em. Dòng này thì nó là made in Mexico. Giá khá là rẻ luôn, có 220.000 thôi nha, chỉ có 220.000, tính ra mỗi một cái chỉ có 55.000 thôi. Nếu mà so với anh em mua lẻ từng cái mà của Inco thì nó mắc hơn nha. Đó, mua lẻ cái anh gom hơn nó mắc hơn cái này đó, trong khi anh em mua bộ này thì giá chỉ có 220 thôi, mà hàng của Mexico sản xuất nữa. Cái dòng này thì cái sơn anh em thì nó phủ bóng nè, nó có phủ bóng nè, rất là đẹp ha, nó làm kỳ luôn á, đóng gói hộp lại ha, đẹp quá trời luôn. Quên nhắc là nói anh em nha, cái bộ này hãng có 9 bộ mà lấy hết rồi đó, thì khi nào mà nó có về thêm mình báo nha, anh em nào mua trước thì mua nha, có 9 bộ thôi mình đã đem về cửa hàng mình sạch rồi. Giờ anh em bán hết 9 bộ giờ kiếm nữa mình có không có đâu, mà mấy cái hãng này mỗi lần đặt hàng nó lâu ơi là lâu. Đây đó, tôi ra nè, đây là một cái đẹp quá ta, đẹp đẹp dã man thì chứ, ok ha. Nó phủ đang theo nè, bóng lưỡng luôn nè. Sắn ở đây thì nó là có 10 cm ha, tới đây 10 cm để chúng ta sắn lên vườn vậy. Trời ơi, đẹp quá, này mua làm quà tặng là nhức đắt luôn á nha anh em á. Cán gỗ nha, một cái nè, và cái cào nè cũng đẹp nữa, nói chung cái này đẹp hết. Cán gỗ, ok. Mấy cái dòng này thì mình đã cũng từng thấy ở Việt Nam mình cũng có làm, nhưng mà cũng không có rẻ đâu anh em. Việt Nam làm nó thô lắm. Ở trong cái mình không, mình đi đâu siêu thị chỗ nào mình thấy có những Việt Nam làm nhìn thô ơi là thô, không có đẹp gì đâu, mà giá đâu có rẻ đâu anh em. Việt Nam làm nó còn mắc nữa, mà nhìn thô không có đẹp, sơn không có đẹp. Trong khi dòng này nó phủ bóng lên nè, đẹp cực kỳ luôn anh em thấy không? Ok ha, sới rồi, hai cây cái xẻng lớn đây, phủ bóng này như là ô tô vậy đó, nè thấy không, cầm xẻng, ok, sức giá bỏ dụng cụ làm vườn nha, có 220k thôi, khá là rẻ luôn. Còn đợt sau nữa không biết nha anh em, đợt này đang cái giá vậy, còn mình đợt sau nữa mà nó gì nữa có điều chỉnh thì mình báo anh em nha. Rồi, bộ này chỉ có 9 bộ thôi đó. Này giống như chúng ta làm sới làm tơi đất vậy, giống như đất chúng ta để một thời gian nó bị sọp xuống anh em nha, chúng ta sới lên, hoặc là dùng này chúng ta cào này có thể là cào đất cũng được, hoặc cào rác cào gì đó ha, chúng ta gom lại sới cũng được ha đó, khá là đẹp. Bộ này về chúng ta mua làm quà tặng cũng được anh em á, đựng trong một cái hộp, đựng trong hộp. Bình thường những cái bộ kia thì anh em mua nó từng lẻ từng cái nó treo lủng lẳng vậy nè, chứ nó không nằm ở trong cái hộp đâu nha. Đó, trong khi cái bộ này thì nằm trong cái hộp rất là lịch sự luôn, hộp rất lịch sự luôn nè, ok ha. Đó, sản xuất tại Mexico ha, made in Mexico đây, Tuber thương hiệu của Mexico nha. Rồi ok ha, anh em mà đang có nhu cầu về cái nào đó thì liên hệ để mua hàng. Thì nói lại ha, vì cái số lượng thì bên cửa hàng mình chỉ có 9 bộ thôi, thì hỏi mình hỏi hãng thì hãng nó báo còn có 9 bộ là hết rồi đó, thì thôi 9 bộ thì lấy 9 bộ. Chứ mình thì mấy cái này có nhiều bán nhiều anh em ha. Em thấy nó đẹp kia không, cái này nó phải vô đây nè đó. Anh mà ship lại. Hàng chú bà mà nó thiết kế bộ gì chứ mình nghĩ chắc nó cũng dạng giống như làm quà tặng vậy anh em ha. Chứ nếu bán công cụ ship ép bộ rất là đẹp. Thêm cái cạc tông giấy nữa thì cũng phải tốn thêm phí cho anh em ha, chứ nó đâu phải là miễn phí đâu. Cạc tông này cũng tốn thêm tiền vậy. Rồi ok, anh em nhu cầu mua thì liên hệ số điện thoại bên dưới được mua hàng, giá tại cửa hàng Tuber và Vship nha, 220.000 cho một bộ dụng cụ làm vườn của Tuber, thương hiệu Mexico do Mexico sản xuất. Một lần cảm ơn em nhé, xin chào và hẹn gặp lại.